Xin kính chào tất cả các bác. Ngày hôm nay em lên sóng tiếp tục giới thiệu các bác hai chiếc điều hòa di động Kozomi. Các bác ấn đăng ký kênh của em để cập nhật những clip mới nhất nhé. Ở đây là hai con điều hòa Kozomi đã làm rất là đẹp rồi các bác nhé. Hình thức còn làm rất là đẹp như mới luôn. Máy chạy rất là khỏe. Cái dòng Kozomi này, cái lưu lượng gió của nó ra các bác nhé, lưu lượng gió của nó ra rất là mạnh. Đấy, gió ra ào 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 luôn, rất là mạnh. Ở Việt Nam mình thích lưu lượng gió to thì đây hai con Kozomi này em đang bật để chạy gió âm âm luôn, rất là khỏe. Đấy, con này em để số 10 không bên trái, con này số 4. Đấy, hai con chạy âm 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 các bác nhé, rất là khỏe luôn. Đấy, con này giảm lạnh rất là đẹp các bác nhé. Kozomi hãng này thì được có cái ưu điểm là gió rất là to, gió to khỏe. Lần này thì em vẫn bán, đang bán là 3.6 triệu một chiếc thôi nhá, giá 3.6 triệu một chiếc, chưa có phí vận chuyển, chưa có đổi nguồn. Mùa hè đến rồi, hôm nay bắt đầu Hà Nội nắng to rồi, các bác nào lấy thì các bác liên hệ nhé. Vậy dàn nhé, hai con rất là đẹp. Kozomi dùng cho phòng khoảng 10-12 mét thôi nhé, 15 thì cũng được thôi, nhưng mà trần thấp thấp thì ok, nhanh mát hơn, còn nếu trần cao thì đương nhiên sẽ lâu mát hơn ạ. Hai con điều hòa một cục Kozomi công suất 7.000 BTU, giá bán 3.6 triệu chưa phí vận chuyển, chưa có đổi nguồn. Nên các bác nào có nhu cầu lấy thì các bác liên hệ nhé. Em ở huyện Đông Anh, Hà Nội, các bác ở xa mua đặt cọc trước em 500.000. Chào các bác.